Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân anh em nhé. Thì hôm nay buổi chiều tối ngày thứ bảy thì bên em hôm nay nghỉ không có lên lô máy hơn em. Bên em còn một cái ít sinh cưa này với một ít phụ tùng em lên cho anh em xả hàng cái em chuẩn bị về một đợt hàng mới. Một đợt hàng rất là nhiều luôn ha. Thì cũng còn một ít đây thì coi như là cái đồng lời thì nó cũng đủ rồi. Thì còn nhiêu đây thì anh em nào cảm thấy mua được thì mình lấy ha. Cái món này là cái món em rất là bán thường xuyên, bán cũng khá là nhiều nha. Một hộp xích như vậy là 29 mắc rưỡi nha anh em, 29 mắc rưỡi đó. Thì anh em còn 2 4 6 8 9 hộp nha anh em. 29 mắc rưỡi sinh chung 320 mini. Đó. Hôm nay em xả cho anh em với mức giá là 70.000 một cọng nha anh em. Còn 9 cộng 70.000 một cộng. Ưu tiên anh em lấy từ 4 5 sợi nha anh em. Lấy từ 3 sợi trở lên ha. 70.000 một cộng nha anh em. Em ưu tiên là cái giá này. Và qua đợt sau nữa thì chắc chắn sẽ không bao giờ còn cái giá 70.000 một sợi nữa. Rồi thì anh em nào lấy thì liên hệ với em ha. 29 mắc rưỡi mắc xin chung nha anh em. 75 70k một sợi thôi ha. Rồi, này là em để cái giá gọi là rất là ưu đãi cho anh em luôn nha. Hôm nay là cuối tuần rồi. Tiếp theo mặt hàng thứ hai, mặt hàng thứ hai bên em là bán 250k một món. Đây là cảo nha anh em, đó, cảo vô lăng của mấy cá cỏ với lại cái phần thân này là cảo vô lăng của mấy cưa, 250k một cái. Anh em nào có làm nghề thì mua cái này về cảo nhẹ nhàng ngon lành đàng hoàng nha anh em. Rồi cái món thứ ba này nè. Món thứ ba là nói chung là dây đeo ha, dây đeo bãi. Dây đeo này thì có một số thì có đệm ha, một số thì không có đệm nha này. Nói chung là dây đeo bãi này thì đa số là còn đẹp. Đẹp có nghĩa là sao? Nó còn đệm này, đệm có thể nó có mẻ một xíu. Còn cái phần dây thì nó không có bị xước, không có bị đứt, móc khóa của nó còn ok anh em. Giá của những cái sợi dây đeo này á là 18.000 một sợi ha. Bên em ship từ 5 sợi. Đó là ship cho anh em từ 5 sợi trở lên. Rồi, 18k một sợi này ha. Dây đeo vải nha. Dây đeo này chắc bền cũng ngon. Đó. Có những cái cọng mà nó cũng có bị rách rách nè, tại vì dây đeo vải mà. Hàng vải thì cũng có hư nhẹ nhẹ ha. Đó, giá thì nó mềm mại, ưu đãi cho anh em ha. 18k một sợi anh em nha. Rồi. Cái món này là cái món bên em bán rất là nhiều nha anh em. Buri hai thì thương hiệu của nó đây, thương hiệu của nó là trên hình này luôn đó. Cái Buri là hình dạng y chang trên hộp, trên mẫu này, trên cái hộp này luôn nha anh em. Đóng chữ này Savari này. Thì này Buri này dùng cho mấy cưa và mấy cái cỏ cũng khá là ổn định anh em ha. Nó có cái thông số ở trên cái Buri. Anh em nhìn nè, y chang không khác gì trên hộp đóng luôn. Nó là Buri L7T nha, L7T. Giá của cái hộp Buri này là 140.000 một hộp anh em ha. 140.000 một hộp. Hộp hộp vậy là 10 cái. Tha hồ anh em thay vô máy mà sửa. Đó, thay vô máy mà xài nha anh em, tha hồ luôn. Rồi ok, hôm nay em lên cho anh em mấy món phụ tùng thôi. Anh em nào có cần món gì thì mình liên hệ qua Zalo, số điện thoại 034 434 170 để mua hàng anh em nhé. Giờ bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ anh em nhé.